Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin trình bày về chủ đề mắm tép. Phần trình bày của mình hôm nay gồm có hai phần, đó là vi sinh vật trong mắm tép và hệ vi sinh trong đường ruột. Đầu tiên thì là mắm tép là một đặc sản truyền thống có từ lâu đời ở một số làng quê trong cả nước. Sản phẩm này được chế biến qua nhiều công đoạn. Có nhiều hãng mắm tép nổi tiếng và mỗi vùng mang một hương vị đặc trưng riêng. Tuy nhiên, có hai hãng mắm tép mà mình đề cập đến, đó chính là Gia Viễn và Hà Trung. Tại vì khi được tiến hành nghiên cứu trong hai mẫu mắm tép nổi tiếng này, thì khi phân lập thì phát hiện ra hai dòng vi khuẩn, đó là vi khuẩn lactic và vi khuẩn bacillus. Về hệ vi sinh vật trong hai loại này thì thấy được là vi khuẩn lactic chiếm nhiều hơn so với vi khuẩn bacillus. Về định lượng hoặc lực Rostay thì là từ biểu đồ thì ta có thể thấy được là vi khuẩn bacillus sinh ra mạnh hơn so với vi khuẩn lactic. Vậy thì hai loại vi khuẩn lactic và bacillus là hai loại gì? Thì bacillus là một trực khuẩn gram dương sinh bào tử. Kích thước bào tử không vượt quá kích thước tế bào, nên khi sinh bào tử, tế bào không bị biến dạng. Bào tử bacillus thường có mặt trên ngũ cốc và sống sót khi mà không đun nóng kỹ. Còn vi khuẩn lactic là vi khuẩn gram dương không tạo bào tử, không di động, có thể hô hấp hiếu khí và kỹ khí. Vai trò chính của loài vi khuẩn này đó chính là tham gia vào quá trình lên men. Hầu hết thì các sản phẩm lên men thì đều có là vi khuẩn lactic. Lactobacillus là nhóm vi khuẩn lactic hoạt động rất hiệu quả trong việc tạo khả năng bám dính vào tế bào, loại trừ và giảm sự lan truyền bệnh. Về hệ vi sinh vật trong đường ruột thì trên thống kê một số tài liệu hiện có thì vi sinh vật đường ruột nó đóng góp vô vai trò rất là quan trọng trong chức năng của cơ thể người, giống như là chức năng bảo vệ niêm mạc ruột, bao gồm ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng niêm mạc bằng cách ức chế các tác nhân gây bệnh xâm nhập và duy trì hàng rào ruột nguyên vẹn. Chức năng trao đổi chất bao gồm là nội cân bằng năng lượng, tiêu hóa tích lũy sinh học các chất dinh dưỡng, hỗ trợ chuyển hóa chất béo lên men các carbohydrate không tiêu hóa được, đồng thời sản xuất axit béo. Chức năng điều hòa miễn dịch bao gồm là điều hòa thần kinh ruột, duy trì cân bằng nội biểu mô đường ruột và điều hòa miễn dịch ở niêm mạc ruột. Trong đó hệ sinh vật hoạt động như là một nguồn kích thích miễn dịch quan trọng. Hệ vi sinh vật trong đường ruột nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Vậy thì khi mà chúng ta ăn cái sản phẩm này thì cái chu trình của nó trong ruột chúng ta như thế nào và nó có gây hại cho chúng ta không? Thì hệ vi sinh vật đường ruột á, nó là được biết đến rất là vai trò rất là quan trọng kể trên, cho nên á, ảnh hưởng có lợi hay có hại của hệ sinh vật đường ruột đối với vật chủ nó phụ thuộc vào trạng thái cân bằng của hệ vi sinh vật trong đường ruột. Có nghĩa là cân bằng của hệ vi sinh trong đường ruột là bị tác động một số tác nhân như là trạng thái sinh lý của vật chủ, khẩu phần thức ăn, thành phần hệ sinh vật. Bất kể thay đổi một yếu tố nào cũng làm cho trạng thái cân bằng này bị phá vỡ, và sự mất cân bằng này có thể gây bệnh cho con người. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải ăn nhiều nguồn thực phẩm có nhiều các lợi khuẩn để chống lại các vi sinh vật có hại cho cơ thể. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người.